Em thấy chuyện hôn nhân không đơn giản như mình nghĩ. Cả mẹ anh và mẹ em tất cả đều phản đối. Nên em nghĩ tụi mình cứ từ từ đi đã. Ý em là không muốn cưới anh đúng không? Không lẽ cô ghét con tới mức đó sao cô? Với tư cách là nhân viên, cô rất quý con. Nhưng với tư cách là bạn gái Khang, cô nói thật, cô không thích con. À không, phải nói là ghét mới đúng. Chết mẹ. Đó. Chào chị. Chào chị. Chị tới đây có chuyện gì ạ? Tôi tới dọn đồ cho Khang. Từ bữa nay Khang sẽ không còn ở đây nữa. Cảm ơn anh chị thời gian vừa qua đã chăm sóc cháu Khang. Còn bây giờ tôi xin phép. Bye bye. Con đi đâu vậy? Mẹ, con Hồng đi mất bây giờ, mẹ buông con ra đi. Mẹ không có buông. Con à, con làm ơn đi, con giữ cái sĩ diện của mình đi. Con còn lòng tự trọng không? Mẹ buông con ra đi. Mẹ không buông. Mẹ cứ kệ con đi. My. Cô. Chuyện gì nữa? Con cảm thấy cô làm vậy anh Khang sẽ buồn lắm. Cô có thể với anh Khang mà đừng làm vậy được không? Vậy khi nó dọn đến đây, nó có nghĩ đến cảm xúc của mẹ nó không? Chuyện này đến đây là đủ rồi. Cô, con biết là cô không thích con, nhưng mà cứ như vậy, anh Khang là người đứng giữa, anh sẽ đau lòng lắm. Vậy thì hai đứa chia tay đi. Tại sao mà con khôn nhà dạy chợ quá vậy? Ở nhà đối với mẹ thì mẹ nói một câu, con cãi một câu. Nhưng mà khi đi ra ngoài đường á, gặp người ta, gặp cái bà đó đó, thì con không nói được một câu nào cho ra hồn, cái miệng câm như thóc vậy đó. Mà cái người đàn bà đó ha, đúng là một cái loại giả dối. Trước đây á thì nào là yêu thương nè, nào là chăm sóc nè, nào là đủ trò hết trơn á. Còn ôm ấp con gái người ta ngoài đường nữa. Rồi mua quần mua áo. Rồi đến khi mà không cần nữa thì giục ở một xó như vậy đó. Thậm chí cái mặt còn không thèm nhìn đến nữa. Chỉ cần cô biết là con yêu thằng Khang con cô là cô cảm thấy không thích rồi. Ở đó mà không thích, cái đó thực ra là ghét đó. Không thích cái gì? Còn con nữa, mắc mới gì con phải quỵ lụy người ta như vậy? Con còn suy nghĩ không hả? Con còn lòng tự trọng hay không hả? Con khóc cái gì? Tại sao con phải khóc? Tại sao con phải quỳ lụy dân sinh người ta? Bà cho con được cái gì? Dám coi thường con gái tôi hả? Chán sống rồi. Ông đi kiếm giùm tôi cái chai rượu cháy nhào. Uống ít thôi, uống ít thôi. Tôi với con My khắc khẩu. Đúng là từ trước tới giờ tôi đối xử với nó hơi quá. Nhưng ngày hôm nay tôi chứng kiến thiên hạ đối xử với nó như vậy, tôi không cầm tâm. Em ơi, tôi làm mẹ kiểu gì vậy? Không, thôi đừng có khóc, con nó hiểu mình mà. Con My nó hiểu em, nó biết em thương nó mà. Thôi, nên đừng khóc. Ê, đừng có uống gì vậy. Ê, thôi mà, đừng có uống đầy, mệt lắm mà, thôi. Thôi mà, đừng có khóc nghe. Thôi em, thôi đừng có khóc. Con có chuyện này muốn thông báo cho cả nhà trước khi ăn ạ. Con và My đang tính xin phép hai bác cho tụi con tổ chức làm đám cưới ạ. Hả? Đám cưới hả? Ba thì đồng ý rồi đó. Vậy thì cả nhà mình cũng vỗ tay chúc mừng. Em nè, chúc mừng đi. Chúc mừng hai đứa con đi. Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Ai cho phép tụi con làm đám cưới? Mẹ,
ba cho phép rồi mà mẹ. Ba cho nhưng mà mẹ không có cho. Con ngộ quá à. Con có nhớ gì hả? Gia đình bên Khang á, người ta tới thẳng đây nè, người ta nói vô mặt nhà mình á, là người ta không chấp nhận con rồi. Vậy mà con còn đâm đầu vô làm gì? Nhưng mà tụi con đã quyết định như vậy rồi. Cho dù mẹ anh Khang không đồng ý á, thì tụi con không nhất định cưới nhau. Tụi con đã nói rõ với mẹ anh như vậy rồi mẹ. Vậy hả? Rồi ý của mẹ con sao Khang? Dạ, mẹ con chưa có nói gì hết. Nhưng mà con muốn chuẩn bị trước, để khi nào mẹ con đồng ý một cái sẽ... Thì có nghĩa là mẹ con vẫn chưa đồng ý đúng không? Mẹ con chưa chấp nhận mà con lại mở lời á, con xin với hai bác để làm đám cưới. Sao vậy Khang? Bây giờ con muốn hai bác đi theo con về bên nhà con rồi năn nỉ lạy lục mẹ con hay sao? Mẹ... Con im đi. Con biết cưới hỏi nó quan trọng như thế nào không? Mà toàn làm theo ý mình vậy. Không bao giờ bác gả con Mi cho bất kỳ một người nào nếu như gia đình trai mà không đến đây đặt vấn đề đàng hoàng cụ thể. Yeah. Nếu con thật lòng muốn cưới con Mi, con sắp xếp công việc đi, con đưa mẹ con qua đây nói chuyện, rồi muốn tính gì tính. Mẹ ơi, bên đó đã phản đối tụi con rồi, thì mẹ phải ủng hộ tụi con chứ mẹ. Còn lâu. Ở bên đó hả, cấm 1, thì ở bên đây á, mẹ cấm 10. Mình phải giữ cái sĩ diện cho gia đình mình chứ. Ủa chứ đó ba mẹ sao? Bà nội cũng phản đối ba mẹ mà. Nhưng mà cuối cùng ba mẹ vẫn quyết định lấy nhau đó thôi. Là bởi vì mẹ đã trải qua rồi, cho nên mẹ mới quyết định là mẹ cấm con. Bao nhiêu lần con mở miệng ra là con nói con không thích sống cái cuộc đời của mẹ. Vậy mà bây giờ con đi hoàn toàn vào đúng cái con đường mà mẹ đi là sao? Bây giờ con muốn giống vậy không? Nè, con muốn giống vậy không? Hả? Mẹ hỏi thiệt nha. Bộ con không hiểu mẹ hả? Con hoàn toàn không hiểu gì vậy mẹ hả? Có phải trong lòng của con luôn có cái suy nghĩ là mẹ không yêu thương con đầy đủ, đúng không? Cho nên trong lòng của mẹ lúc nào mẹ cũng chỉ mong con gặp được một bà mẹ chồng yêu thương con thật lòng, làm được tất cả những cái gì để bù đắp cho những thứ mà mẹ không mang lại cho con được. Cho nên mẹ mới ngăn cản con. Mẹ không cho con lấy thằng Khang, bởi vì mẹ không muốn con làm con dâu của bà Hồng. Bà ghét con mà. Mẹ, mẹ ơi, con biết mẹ lo cho con nên mẹ mới nói như vậy. Mẹ đối xử như vậy con cũng tức lắm chứ. Nhưng mà nếu vì cái tôi cá nhân của mình mà con buông tay anh Khang, thì sau này con sợ con sẽ hối hận lắm. Con à, con có thể chịu đựng được một ngày, hai ngày, nhưng mà con không thể nào chịu đựng được cả đời đâu con. Không đâu mẹ, con làm được, mẹ phải tin con nhất định sẽ sống thật tốt. Cô Hồng có một mình anh Khang thôi, nên cô có hơi cực đoan một chút. Nhưng mà trước đây cô đã từng thích con lắm, nên con tin là dần dần cô sẽ chấp nhận con thôi à mẹ. Trời ơi, sao mà con ngây thơ, con ảo tưởng quá à. Cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề muôn thuở không bao giờ dễ dàng. Nè, hai mẹ con mình là hai mẹ con ruột. Nhưng mà cũng có đôi lúc bản thân con nghĩ là mẹ ghét con lắm. Và bản thân con cũng nghĩ là con ghét mẹ lắm đúng không? Chứ huống chi là mẹ chồng nàng dâu. Mẹ nói gì vậy? Con ghét mẹ hồi nào đâu. Mẹ con mình có gì đâu. Không biết mẹ thương con mà. Mẹ có lo gì được cho con đâu. Mẹ là chỉ có mắng, chửi, la hét, không làm gì được cho con. Mẹ làm sao mà bằng được những cái bà mẹ tuyệt vời khác chứ. Mẹ ơi, em thấy chuyện hôn nhân không đơn giản như mình nghĩ. Cả mẹ anh và mẹ em, tất cả đều phản đối. Nên em nghĩ tụi mình cứ từ từ đi đã. Ý em là không muốn cưới anh đúng không? Em chỉ không muốn thấy anh và mẹ anh càng ngày càng căng thẳng hơn thôi. Chứ không phải là em muốn đi du học Mỹ đúng không? Anh không hiểu hả? Không phải sao? Em vẫn còn yêu, vẫn còn thương. Bề ngoài thì em không thể nghe.
Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.